tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Theo cơ quan khí tượng, kiểu khí hậu này sẽ duy trì đến ngày 19 tháng 7 trước khi toàn vùng bước vào đợt mưa dông kéo dài trên diện rộng. Vào rạng sáng nay ngày 18 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà 5 tầng nằm trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. May mắn không gây thiệt hại về người. Với những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, việc sinh sống tại các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng là điều mà nhiều gia đình lựa chọn trong bối cảnh đất chật người đông như hiện nay. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng đủ thông tin và tỉnh táo để lựa chọn được những địa điểm đáp ứng được các điều kiện sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Có một thực tế là nhiều công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã cố tình để người dân vào ở. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay. Ghi nhận tại quận Hà Đông, Hà Nội. Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Điều đáng nói, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để liên lạc, giao nhận ma túy và tiền nhằm qua mặt lực lượng chức năng để vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ. Thưa quý vị, trong thời gian qua, trên dòng sông Hồng, đoạn qua xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thường xuyên xuất hiện tàu khai thác cát sỏi hoạt động cả ngày lẫn đêm. Không chỉ lo ngại về tình trạng khai thác rầm rộ có thể làm thay đổi dòng chảy dẫn đến sạt lở bờ sông, mà người dân khu vực này còn đang rất bức xúc bởi khu vực khai thác này chưa hề được cấp phép khai thác. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Vâng, theo nguồn tin mà VTC14 tìm hiểu được thì tại khu vực khai thác cát sỏi mà VTC14 ghi nhận được mới chỉ được cấp quyền điều tra trữ lượng khoáng sản. Vậy tổ chức cá nhân nào đã bất chấp tính nghiêm minh của pháp luật, khai thác rầm rộ cát sỏi cả ngày lẫn đêm khi chưa được cấp phép? Trách nhiệm của địa phương ra sao khi để thất thoát tài nguyên khoáng sản, vốn quý của quốc gia? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Trước số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng trong những ngày vừa qua ở Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết dengue gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập. Thông qua hàng loạt các trường hợp bị hoại tử xương, các bác sĩ đưa ra nhiều nhóm nguyên nhân gây bệnh, trong đó COVID-19 chỉ là một yếu tố nguy cơ. Đáng chú ý, tiểu đường được cho là một yếu tố nguy cơ cần lưu ý khi các ca bệnh có mức độ hoại tử xương nặng và lan rộng, từ hàm lan đến sản sọ, nhiều ca có mủ bám lên sọ não và màng não. 2 trong số 11 ca đã tử vong. Theo đó, các bệnh nhân này đều từng mắc COVID-19 từ 6 đến 8 tháng, không bị bệnh răng hàm mặt hay viêm xoang trước đó, bị đau hàm, đau răng và đau đầu, phần lớn mắc tiểu đường. Một số ca tìm thấy nấm Candida, Aspergillus, vi trùng. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy phân tích, nguyên nhân gây hoại tử xương khá nhiều. Người bệnh có thể bị bệnh lý mạch máu gây giảm máu nuôi. Với tác nhân bên ngoài, có thể do yếu tố hóa học, vi sinh vật tấn công gây viêm nhiễm, hậu quả là xương bị chết. Trong khi đó, cơ thể người nhiễm COVID-19 suy giảm miễn dịch kéo dài, chồng lên cơ thể có sẵn bệnh nền như tiểu đường, dẫn đến khả năng bị nhiễm nấm cao hơn và nấm phát triển trong cơ thể nhiều hơn. Cả nước đang đẩy mạnh tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người dân. Nếu như cách đây 2 tuần, nhiều người còn lưỡng lự chưa đi tiêm, thì thời điểm này, người dân hưởng ứng mũi tiêm nhắc lại này rất nhiệt tình. Có vẻ như sự xuất hiện của các biến thể mới BA.4, BA.5 đã tác động không nhỏ đến quyết định của người dân. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14 tại tỉnh Quảng Ninh. Các nghiên cứu bước đầu cho thấy những người không tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường. Thế nhưng vẫn có hàng chục tỉnh thành tiêm thấp, tiêm chậm. Chuyển sang phần tin quốc tế. Châu Âu, đặc biệt là các nước thuộc khu vực Tây và Nam Âu, vừa trải qua một tuần nắng nóng kinh hoàng, khiến nhiều người tử vong do sốc nhiệt và gây ra nhiều vụ cháy rừng. Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Một loạt các quốc gia Tây và Nam Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Anh dự báo sẽ bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm đi kèm cháy rừng trên diện rộng. Ngay từ đầu tuần này, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi có thể sẽ lên đến 42-43 độ C.
Lực lượng cứu hỏa vùng Gironde, tây nam nước Pháp đang nỗ lực kiểm soát hai vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 10.000 hecta kể từ hôm 12 tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia thông báo toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên máy bay chở hàng rơi gần thành phố Kavala của Hy Lạp đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra 16 tháng 7. Đại diện lực lượng cứu hỏa Hy Lạp ngày 17 tháng 7 thông báo kết quả xét nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện thấy dấu vết các chất gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Nghị sĩ Duma Quốc gia Hạ viện Nga, đại diện khu vực Crimea, ông Mikhail Sheremet ngày 17 tháng 7 nêu rõ, phản ứng của Nga đối với một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào các mục tiêu ở Crimea sẽ khắc nghiệt đến mức chính quyền Kiev sẽ không bao giờ có thể khắc phục được hậu quả. Khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka đã dẫn đến việc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Giờ đây, nước này còn đối mặt với khủng hoảng kinh tế sau khi trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, cạn kiệt ngoại tệ, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã. Dù đã có Tổng thống mới, tuy nhiên quốc gia Nam Á này vẫn khó có thể giải quyết khủng hoảng trong một sớm một chiều. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, tính đến ngày 15 tháng 7, nước này đã ghi nhận 1.814.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở 45 bang. Hôm qua, người dân tại thành phố New York, Mỹ đã xếp hàng dài để chờ tiêm vaccine trong bối cảnh thành phố này đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.